Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món cà tím chiên xù. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Hai trăm gram thịt nạc xay, chúng ta ướp một muỗng cà phê bột tỏi, một muỗng cà phê hạt nêm, tiêu xay, một muỗng cà phê dầu ăn. Tất cả chúng ta trộn đều lên, ướp khoảng 10 phút. Hai trăm gram bột mì ngan, hai cái hột gà, 100 gram bột xù. Khoảng 200 đến 300 gram cà tím, chúng ta cắt lát, chừa lại rãnh để nhồi thịt. Chúng ta cho thịt vào giữa cà và ướp lại. Trứng gà chúng ta đánh tan. Sau đó, cà nhúng qua trứng, lăn qua bột mì. Nhúng lại trứng gà và lăn qua bột chiên xù. Tiếp theo, chúng ta đem chiên. Chúng ta chiên với lửa trung bình.
trở đều hai mặt, chiên cho đến khi cà chín vàng đều là được. Chúc tất cả mọi người làm món cà tím chiên xù thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.